cũng vất vả lắm luôn. Đi ít khách xe hơi rồi đó. Dạ. Ra lợi tại vì ta không quen rồi con. Dạ. Món đơn giản nhưng mà toàn đại gia ăn không ha. Cái này là cô đang tự tách luôn hay sao hả cô? Không, mối người ta đi đốn về người ta tách ra bỏ mối cho mình chứ. À, người ta tách bỏ. Chứ cái này tách cực lắm đúng không cô đã? Chứ mình đâu có khử quen con, khử quen khử lâu lắm. Dạ. Cái ăn gì cái ơi, cầm lớn. Trời ơi, nó đã ghê chưa? Ngày cô đá bán được 2-3 thau này á? Đâu, một ngày cô đá là bán 50kg á. 50kg? Dạ. 50kg vừa đó. Dạ. Nếu mà tính ra là nhiều thau này lắm à. Dạ. Cũng phải 5 thau. Thân mến, bây giờ là khoảng hơn 10 giờ sáng quý vị ạ, tại Sài Gòn. Cô Tha đang có mặt ở đường Pasteur này. Hôm nay cô Tha qua đây để quay và chia sẻ giới thiệu đến với toàn thể quý vị chiếc xe xương sâm xương sáo của cô Đáng, mà cái thời gian vừa qua cô rất là hot luôn. Khi mà cô Tha đến đây quý vị thật sự rất là bất ngờ, khách chờ mua đông lắm quý vị ạ. Ở trước đây là có số điện thoại của cô nè. Quý vị nào mà muốn liên hệ với cô á, thì có thể liên hệ qua số điện thoại này nhé. 0377 618 222. Bàn số 2 đây, cô bán liên tục luôn. Nãy giờ là cô múc liên tục luôn. Ngoài cô ra thì bên đây có chị Phù nữa. Đi mình đến mình xem cô bán. Quý vị nào mà đam mê ẩm thực ha, thường xuyên theo dõi trên các kênh ẩm thực thì quý vị cũng không xa lạ gì với cô Đáng nữa rồi. Tại cô ta xem ở trên mạng thấy nhiều lắm. Cô ta là người thứ N quay cô Đáng luôn rồi đó. Ở trước đây quý vị thấy cô Đáng có những cái hũ á để xương sâm xương sáo. Bên kia có một thau dừa nước. Hai, bốn, sáu, tám hù quý vị. Có tám hù. Rồi mình đi đến đây xem cô Đáng nha. Dạ con chào cô Đáng. Chào con. Dạ. Thấy cô Đáng vui vẻ ghê chưa? Đó. Nè cái ly này nhiều dừa cho con nè nghe trai. Ở đây vừa thấy cái ly của cô Đáng làm to lắm này quý vị ạ. Một ly như vậy trung bình mình bán bao nhiêu vậy cô Đáng? 20 con. Dạ 20 nghìn. Chừng nào ai ăn thêm mình bán thêm. Dạ. Dạ gái ăn gì gái? Một ly 30. Dạ. Cái này là dừa nước hả cô Đăng? Dừa nước. Dạ. Đó luôn nha em gái. Trời ơi. Ly 30. Sao con biết ở đây cô quay vậy? Dạ con có xem ở trên mạng á cô Đáng. Dạ. Thấy cô Đáng mấy bữa nay dày đặt ở trên mạng luôn mà. Đông lắm. Dạ đông lắm hả cô Đáng ha. Trưa khoảng chừng 12 giờ 1 giờ là cô Đáng đứng người ta phải xếp hàng. Dạ. Chứ còn đúng giờ này nó còn lai dai múc nó không quẩn quẩn. Dạ. Khoảng chừng 12 giờ văn phòng ra là cô Đáng phải múc tài lê tắc lét. Dạ.
Mà mấy hôm nay là trời hơi mưa mưa nè đúng không cô bác? Mưa, chứ nếu mà nắng cũng vẫn bán được. À vẫn bán được. Dạ. Tại vì mấy em đi mua trên app không hả? Dạ. Ở đây mình có app gì cô bác nha? Đó. Foodie hả? Ờ. Dạ, Foodie. Hai ba app được mấy con. Dạ. Đủ thứ mà. Đủ thứ luôn. Lớp nào văn phòng ngoài nữa, giờ khách viên ngoài nữa. Dạ. Xa tới. Hình như cô bán đã bán ở đây là lâu lắm rồi. Lâu rồi, rồi, lâu rồi. Mấy cô văn phòng biết hết trơn nên giờ người ta đổi, đi làm, người ta đổi đi xa, người ta cũng vẫn nhớ. Vẫn nhớ cô Đáng hả? Ừ, nhớ tìm cô Đáng. Yeah. Nhưng mà hồi trước kia là không có biết tên. Dạ. Yeah. Bây giờ là về lại tới là cũng là quen không. Dạ. Yeah. Nên mấy cô ủng hộ giùm. Dạ. Yeah. Thấy cô Đáng dễ thương quá mà. Bán 40 năm giờ con. Dạ. Yeah. 40 năm qua là cô Đáng bán một mình ở đây thôi hả? Một chỗ bán ở đây thôi hả? Cô Đáng lúc trước cô Đáng bán hàng gánh là cô Đáng đi vòng vòng. À. Giờ chắc gánh không nổi nữa cô Đáng hả? Giờ giờ sau này lớn tuổi gánh hết nổi rồi. Con đầy đủ hả con? Dạ đầy đủ. Để em mới lại nó gài nút cho dạ, gài cho em cho anh. Cái hồi trước kia cô Đáng bán rồi đi xa lắm, Lê Thánh Tôn, đường Hai Bà Trưng, Vinh Độc Lập. Dạ. Chỗ nào cũng đi hết, Phan Bội Châu luôn. Ở quận 1 này mà đường nào là cô Đáng biết hết đó hả? À, biết hết, nhưng mà giờ là ổn định chỗ 1. Tại vì mấy cô tung lên mạng đó. Dạ. Nên giờ cô Đáng phải đứng chỗ. Cho em gái ngồi xe. Cái này là hạt é. Nước đường. Đi giống vậy đấy. Cái gái này mà không cứ được. Thôi để mất đi khách cho em. Đưa em lên. Gái này ngồi xe này ta đứt tới giờ. Bên này con của cô Đáng hả? Con, gái đó. Dạ, bán hai mẹ con. Mẹ con làm mà không kịp nữa con. Dạ, có tiện không con qua bán phù cô Đáng? Con mất đi làm việc khác nữa, sao con tiện? Con tranh thủ. Tranh thủ. Dạ. Tại cô Đáng bận nói chuyện với mình đó quý vị. Nên hơi mất tập trung hả cô ha? À. Dạ. Thông cảm chút xíu quý vị ạ. Cứ đồng giá 20 hết luôn hả cô Đáng? 20 ly nhỏ thì 15 ly lớn 20. À có ly nhỏ nữa. 20 nè con. Dạ. Món này là món tuổi thơ hả cô Đáng ha? Đó, cái này hết rồi chăm đi. Cái này là nhà hả? Dạ, cũng con ly lớn, ly gì sao? Giống như cái này với lại dừa. Ly giống như nhỏ thôi mọi người. Vậy phải không gái? Cái này cô ta nghĩ chắc mấy anh hay đi thường xuyên ngoài đường á, ví dụ như mấy anh rap rồi này kia. Cô Đáng bán dân đi xe hơi là cũng nhiều lắm con trai. Dạ. Tại vì người ta không quen ở quận 7 người ta qua. Dạ. Quận 7, quận 8 rồi, các quận hết. Dạ, mệt mệt mang ly này là mát liền hả? 11, 12 gì cũng tới hết. Với lại món này con thấy ở quê thì bán nhiều chứ ở thành phố ít bán cô hả? Thành phố đâu có ai bán đâu, mình cô Đáng bán à. Dạ. Có mình cô Đáng bán. Cá riêng thôi chị. Nhưng mà giờ có người còn muốn ra cạnh tranh đó con. Dạ. Nhưng mà đâu có bán được, tự vì cô Đáng quen mối rồi. Dạ. Thấy thao về nước mát quá. Cô Đáng có bỏ nguyên tảng đá ở trong nè.
cho nó tươi, nó mát. Không phải để, phải giữ cái dừa nó lại cho nó độ lạnh, nó không có không dừa, con hiểu không? Dạ. Tại vì mình múc cái mình hợp đồng trên nào là tới 3-4 giờ chiều. Dạ. Đúng không? Nếu mà con không để là tất nhiên là nó hư dừa. Dạ. Một ly thêm 5.000 giờ nước nữa, là ly 25 nè. Thêm 5.000 giờ nước nữa. Là của con mấy ly tất cả? Đang bỏ vào thêm mà. Cô đáng múc bớt rồi. Cái này là cô đáng tự tách luôn hay sao hả cô? Không, mối người ta đi đốn về người ta tách ra bỏ mối cho mình chứ. À, người ta tách bỏ. Chứ cái này tách cực lắm đúng không cô đáng? Chứ mình đâu có khử quen con, khử quen lâu lắm. Cái ăn gì cái ơi, cẩm lớn. Trời ơi nó đã ghê chưa. À, con thấy thau dừa con quay lên là nó đẹp vô cùng đẹp. Đẹp vô cùng luôn. Dạ. Bạn có ở gần đây không cô Đáng? Cô Đáng ở bên Phà Cát Lái bển á. Ủa cha, xa dữ vậy hả? Nên ra bữa sáng cô Đáng qua đây bán là xa, nhà đi xa. À, mình bán hồi đó giờ ở đây con. Dạ, như vậy là xe này cô Đáng gửi ở đây hả? Gửi, gửi thôi thằng. Dạ. Hồi đó là cô Đáng ở Thủ Thiêm. Ở Thủ Thiêm. Giải tỏ, giờ cô Đáng mua về bên đó cô Đáng ở. Dạ. Đây gái, mấy ly? Tính ra cô Đáng bán 40 năm như vậy là phải yêu nghề dữ lắm á ha. Trời ơi, kiên trì lắm á, được cái nghề này còn lâu dài con. Dạ. Chứ ai hồi đó cô Đáng bán hàng gánh là ở quận Tư là cả mười mấy cái hàng gánh. Dạ. Nhưng mà giờ chỉ còn có Đáng đeo đồ, đeo nè thôi. Dạ. Chứ người ta là đã chia tay hết, ta kiếm nghề khác ta làm. Dạ. Có một mình cô Đáng yêu nghề kiên trì. Yêu nghề thôi. Dạ. Thì bây giờ cũng hái được quả ngọt chút xíu của Đáng ha. Cái qua con nghỉ không mà canh à. Tuần này bán có 5 ngày à. Tuần bán 5 ngày. Thứ 7 chủ nhật là văn phòng nghỉ con biết không? À dạ. Cô Đáng phải nghỉ. Dạ. Chứ mình bán theo văn phòng. Dạ. Nhưng bán thì ngắn lắm. Canh đếp nó mua được đó con. Cách cách nói nghe thấy thương nha quý vị. Để địa chỉ bên đó, chạy bên đó đâu thấy đâu. Để mình thấy đây đông đông mình lại. Quá, anh kêu cô Đáng đi về với chú khách bán. Dạ. Không đi luôn cô. Rồi. Mốt có biết giờ lại đây là mua. Dạ. Như vậy là trước đây cô Đáng có bán một cái địa chỉ khác hả? Trước kia là cô Đáng bán bên này 43 tông rất đẹp. Dạ. Bây giờ đông quá cái giờ người ta ta thấy mặt bằng có hiểu không? Dạ. Yêu cầu cô Đáng bán thứ 7 mà cô Đáng mệt lắm. Tại vì giác sáng là 8 giờ xong cô Đáng đứng viết cho tới 3-4 giờ chiều. Dạ. Không có được ngồi. Dạ. Bán liền tay vậy mà. Ừ. Mấy nãy giờ con đứng đó thấy không? Dạ. Cô Đáng đâu có ngưng tay được. Hết người này tấp vô, người kia tấp vô. Có người tấp vô mấy chục ly. Con bỏ muỗng còn với xin xăm lên. Cũng vất vả lắm luôn. Đi ít khách xe hơi rồi đó. Dạ. Ta lợi tại vì ta ăn quen rồi con. Dạ. Món đơn giản nhưng mà toàn đại gia ăn không ha. Cái này là mũ trôm hả con? Mũ gòn hả? Dạ. Còn cái này gì? Sausage.
sưng xăm. Con ly lớn hay nhỏ nè? Trời ơi chị đồ cái nó nhìn nó đẹp. Bỏ đá hôm qua chị bỏ đá cho con. Cho ly sưng xăm. Mấy ly? 2 ly. Như vậy là cái thời gian mình bán là sau cô Đán nha. Buổi sáng là cô Đán bắt đầu bán từ lúc mấy giờ? 7 giờ. 7 giờ sáng là cô Đán bán món này rồi. Rồi cô Đán trong lúc mà cô Đán đang sửa sạn làm là cô Đán người ta lại mua là cô Đán cũng phải bán. Rồi đến khoảng mấy giờ thì mình về hả cô Đán? Hay là tùy ngày? Đâu có, khoảng chừng 3 giờ 4 giờ trở lại là cô Đán hết rồi. Đó, quý vị nhớ cái thời gian của cô Đán bán nha. Sáng 7 giờ quý vị nào mà ăn sáng xong mà muốn tráng miệng á thì lại đây là cô Đán đã bán rồi đó. 8:30 là cô Đán có lên tới đây rồi. Bán tới khoảng 3 giờ chiều thứ bảy chủ nhật nghỉ. Ngày cô Đán bán được 2-3 thau này á? Đâu, một ngày cô Đán là bán 50 kg á. 50 kg? 50 kg vừa đó. Nếu mà tính ra là nhiều thau này lắm à. Cũng phải 5 thau. Gòn gàng. Dễ giàu gì người ta bán được con. Có vậy mấy khách mới ủng hộ chứ. Học nghề mà cũng học đâu được. Ta ăn cô không vừa ý, ta cũng chạy là cô Đán à. Cái này cũng cần có nhiều bí quyết hả cô Đán ha. Đúng rồi. Đâu phải dễ dàng gì mà. Đâu thấy người ta bán được từ cái da mình bán. Cái nhiều người á, cho tiền cô Đán bị cô Đán dạy nghề mà cô Đán sao dạy. Cô Đán nói ngay là không có thời gian luôn. Lấy đâu dạy người ta được. Đói đi trước rồi đi sau rồi. Sáng cứ cắm đầu múc gì không mà biết ai đi trước thì sao. Thì kêu người ta xếp hàng đi. Giờ thì chị chị đây cậu. Giờ lắm rồi bà. Cái này là cô Đán làm trước. Là trên app nào. App ở cái bên nào á. Bây giờ cô Đán làm. Bây giờ cô Đán làm cho con ly nha cô Đán. Đây vì ơi, cô ta vừa mua một ly của cô Đán nè. Sưng xăm sưng sáo. Một ly như vậy là 15.000 quý vị. Cái ly cao khoảng 18, khoảng 18cm. Nhiều lắm quý vị ơi. Ở Sài Gòn buổi trưa ha, mà trời nắng nóng, có một ly này là nhất cái nách luôn quý vị ạ. Đây quý vị xem trong ly ha. Hạt é nè, rồi dừa nè, dừa nước á. Nước nè. Nó không có quá ngọt quý vị ạ. Không có quá ngọt mà nó thơm. Cái vị ngọt của nhãn nhục đó quý vị. Nó rồi rớt cái rong biển rồi. Ăn cái dừa nè. Giòn. Nhãn nè. Cái nhãn này nó ngọt quá vậy. Nhiều ghê chứ. Vậy mà có nhiều bạn gái á. Uống một ly 30.000. Cô ta nghĩ chắc mua về uống hai người quá. Chứ uống một người sao hết. Ly mình 15.000 mà đã nhiều như vậy rồi. Thì ly 30 nó gấp đôi á. Cái món này á, tuổi thơ của ai mà ở miền Tây hay là miền Nam á thì sẽ thường xuyên ăn món này. Còn ở ngoài quê của ta á, những cái này không có quý vị ạ.
tại vì ở ngoài đó không có dừa nước mà. Đó, với lại món này ở ngoài quê của ta cũng ít bán, còn ở trong miền Tây của ta thấy bán nhiều. Trưa hè nắng nóng, ôi à, làm một ly như vậy là giải nhiệt. Thôi, chắc là tạm dừng ở đây nha quý vị. À, nếu quý vị có đi ngang ở đây á, thì có thể ghé và mua dùng thử một ly xem sao. Chúng ta thấy 15.000 á, xứng đáng đồng tiền quý vị ạ, mà quá rẻ luôn á. Ở đây là đối diện Takashimaya, nằm trên đường Baxter quý vị nhé. Cô bán từ 7 giờ cho đến 3 giờ chiều, thứ bảy chủ nhật thì cô nghỉ. Đó, ngon rẻ. Trời nắng nóng mà làm một ly này á, hạ hỏa luôn á, hạ nhiệt luôn á. Bye bye, hẹn gặp lại quý vị nhé. Quý vị nhớ nhấn like, share, đăng ký kênh ủng hộ cho Vina TV. Bye bye.